Hôm nay tôi sẽ review ẩm thực cho các bạn nhé. Thì thường thường là không có ăn thịt, nhưng sống trong tình yêu thương của mọi người thì ăn gì cũng được, làm cho mọi người vui. Và tôi muốn giới thiệu những quán ăn ngon nhất ở Sài Gòn này. Thì nhà hàng Nhật Bản chính cống Gigukaku là một trong những nhà hàng đó. Đây là món bánh xèo Nhật Bản. Bánh xèo nha.